Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chú kênh YouTube Kiên Luxury và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ Rolex Datejust demi mi vàng hồng size 36 mm mình vừa mới về. Em này của mình sẽ với tình trạng new full set, đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cho đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này anh em nhé. Như anh em biết được Sollex thì có rất là nhiều những dòng máy khác nhau và Sollex Datechart thì luôn là một trong những dòng máy ăn khách bậc nhất đến từ thương hiệu này. Em này của mình sẽ có thiết kế niềng khía xây Jubilee, ba kim một lịch rất là quen thuộc của dòng máy Datechart. Và điểm đặc biệt về chiếc hồ này đó chính là phần mặt rhodium, đây là một trong những loại mặt quý giá bậc nhất. Kết hợp với đó sẽ là cọc kim 69. Với bộ máy rất là quen thuộc 3235 dây Oyster thì anh em sẽ có được một chiếc hồ cực kỳ tiện lợi ở trên cổ tay em này thì mình đang giao lưu loanh quanh là 450 triệu với một em hàng new full set